Tiếp nối là bản tin cho biết là sau giấy vệ sinh thì người dân Mỹ bắt đầu ao ạt đi mua sản phẩm làm đẹp. Theo lời của Tổng giám đốc công ty bán lẻ Walmart, khuyên hướng mua sắm của người dân Mỹ đang chuyển từ tích trữ nhu yếu phẩm sang qua mua những món đồ giúp chống tình trạng nhàm chán thời đóng cửa ở trong nhà. Đó là sản phẩm làm đẹp. Khuyên hướng mua sắm của người Mỹ đã thay đổi sau nhiều tuần phải giới hạn ra đường chuyển từ việc đi mua tích trữ hàng nhu yếu phẩm sang những món cho đời sống bình thường như mỹ phẩm làm đẹp. Tổng giám đốc của Walmart, ông Doug McMillan, nói rằng doanh số về hàng bán ra cho thấy khi người ta phải ở trong nhà thì nhu cầu mua sắm cũng thay đổi. Người ta đã bắt đầu thấy cần phải cắt tóc nên nhiều người mua các mặt hàng như là máy tỉa dâu, thuốc nhuộm tóc. Và bên cạnh đó, mặt hàng trang trí vườn tược cũng đã được mua rất nhiều. Việc quan sát những chuyển đổi này quả là một điều thú vị. Việc các cơ sở thương mại bị coi là không cần thiết phải đóng cửa vào khoảng cuối tháng 3, bao gồm tiệm hớp tóc hoặc là làm đầu, khiến cho người dân Mỹ phải tự thân vận động tỉa tót bề ngoài của mình. Bên cạnh sản phẩm làm đẹp và làm vườn, người tiêu thụ của Hoa Kỳ hiện nay cũng mua các món đồ để giải trí như là trò chơi điện tử, đố chữ để qua thời gian khi phải ở trong nhà. Các chuyên gia về khuyên hướng mua sắm của người tiêu thụ đã chú ý kỹ về lĩnh vực này sau đợt dân chúng hốt hoảng ào ạt đi mua các món hàng thiết yếu như là giấy vệ sinh và nước rửa tay khô. Sau hai tuần cách ly, người Mỹ thấy cần phải dùng thời gian dư thừa của họ làm vào việc những việc có ích. Thế là đã nhảy sinh ra phong trào nấu nướng, làm bánh ở nhà. Một điều ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực từ sự khan hiếm bột mì, bột men cũng như là các loại bột khác ở các cửa hàng. Cho tới việc rộ lên việc các tờ báo và tạp chí như là New York Times và Bon Appetit đã đưa ra các bí quyết nấu ăn để thu hút người đọc.